Một nhóm 12 người thuộc giới hoạt động và trí thức ngày 21 tháng Giêng tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn tố giác về vụ mà họ gọi là ông Lê Đình Kình bị tội phạm giết hại. Theo thông tin đăng trên Facebook cá nhân của những người nộp đơn, trong đó có các tiến sĩ Nguyễn Hoàng A à và Nguyễn Xuân Diễn. Ông Lê Đình Kình, một thủ lĩnh nông dân, thiệt mạng hôm 9 tháng Giêng khi cảnh sát cơ động đột kích vào xã Đồng Tâm trước rạng sáng trong cuộc tranh chấp đất kéo dài giữa người dân và chính quyền. Vụ này còn có 3 công an thiệt mạng. Đơn tố giác của các nhà hoạt động nói qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng, họ nhận thấy ông Kình đã bị bắn ở cự ly gần và họ cho rằng đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình Kình, đề nghị khởi tố vụ án hình sự. Theo quan sát của VOA, đơn tố giác này đã được hàng trăm người chia sẻ trên Facebook. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân đồng tâm với chính quyền trở nên gây gắt từ năm 2017 cho tới đỉnh điểm là cuộc đột kích hôm 9 tháng Giêng. Ông Kình và nhiều dân làng chuẩn bị một số vũ khí tự chế để giữ đất, song Bộ Công an Việt Nam coi việc làm của họ là nhằm tấn công lại lực lượng chức năng có dấu hiệu của khủng bố. Sau cuộc đột kích, 22 người, trong đó có 4 người nhà ông Kình, bị bắt và bị khởi tố về tội giết người và tội chống người thi hành công vụ.